Rồi, hello, chào mừng các bạn đến với kênh Hứa Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật tiệm xe máy của anh Phương Nam. Địa chỉ nằm trên địa chỉ là 1/18 khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương nha. Rồi đó, số điện thoại là 0977 355 248. Giờ rồi giờ mình sẽ vô gặp chị chủ cửa hàng, mình sẽ hỏi thủ tục về giấy tờ nha. Rồi em chào chị nha. Dạ, dạ rồi, giờ chị mới biết. Dạ rồi, dạ rồi, giờ dạ, địa dạ, chỉ của mình, cửa hàng nằm ở đâu chị nói cho. Dạ, cửa hàng nằm ở đường Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Dạ. Gần ngã tư Bình Chuẩn ạ. Dạ. Dạ, lúc trước cửa hàng của mình không có hỗ trợ trả góp, nay mình có hỗ trợ trả góp gì không chị? Dạ, bữa nay cửa hàng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng FE. Dạ. Dạ. Thủ tục giấy tờ cần những gì chị? Thủ tục giấy tờ là các bạn không được nợ xấu. Dạ. Hộ khẩu và giấy chứng minh bằng lái xe hoặc là giấy chứng minh cũng được ạ. Dạ. Rồi nếu mà các bạn mà ở xa rồi mà lên cửa hàng mình không được, vậy cửa hàng của mình có ship xe rồi về không chị? Dạ, cửa hàng em là ship xe toàn quốc Bắc Trung Nam ạ. Dạ. Dạ. Tiền ship đó là hai bên thương lượng hay sao chị? Tiền ship là hai bên thương lượng ạ. Dạ. Rồi giờ bắt đầu vô quay xe nha. Dạ. Đây là con E135. Đây là E135, biển là 69L100967. Con này dạ. Là 18 triệu, giảm 1 triệu là còn 17 triệu. Dạ, 18 triệu cho một chiếc E135 nha. Dạ, kết. Rồi, chứ cái tiếp bên đây là con Winner. Winner biển 60F3 14447. Con này là 29.500, giảm 1.500.000 là còn 27 triệu. Dạ, 27 triệu. Còn bên đây là cái bên là Winner. Winner đỏ biển 83B3 12599. Con này là 27 giảm 2 là còn 25 triệu. Đời mấy vậy chị? Con này là đời 27 chị. Dạ, đời 27 luôn. Dạ. Kế bên là con ẹt đời 219. 150 đèn led 150. Nha. Con này biển 66B1 56315. Dạ. Con này giá bán là 35 giảm 2 là còn 33 triệu. Là 33. Dạ. Bên đây cũng là 150. Con ngắm. Này 150 đời này 216. Con này là 25.500. Con này biển 59S2 14441. Dạ. Cái bên cũng là con đời 216 luôn. Con này biển 69D1 32883. Con này giá là 26 triệu. Dạ, 26 triệu cho một chiếc 150 nha. Rồi giờ xuống cái tiếp này luôn đi chị. Dạ. Con Winner X. Cái đây là con Winner X biển 61F1 48071. Con này 35 giảm 2 là còn 33 triệu. 33 triệu. Xe này còn mới quá, chị mở chìa khóa lên coi đi. Dạ. Bao nhiêu km? Con này mới đi được 3.000 mấy cây à. Xe như mới luôn à. Dạ. Đó. Mới có 3.308 cây à. Dạ. 33 triệu không chị? Dạ, 33 triệu. Dạ. Biển số ở Bình Dương luôn, 61F1. Dạ. Biển ở Bình Dương luôn. Dạ. Rồi. Cái bên là quay Alpha. Alpha này là 12.500, giảm 1.500. Là còn 10 triệu. Dạ. Cái bên là con Star của S quay em, dòng này là dòng Tay Con 125FI. Con này là 16 giảm 2 là còn 14 triệu. Dạ, 14 triệu. À. Ở đây còn Rebel 170 không? Dạ, Rebel 170 dạ. Dạ còn à, chú có... qua bên bển tham khảo giúp con ạ. Có hết rồi. Vậy là hết hàng luôn rồi hả? Bên đây là có một con Rim. Dạ. Cái bên là con Rim, dòng này là máy Nhật. Con này 10 triệu giảm 1 triệu còn 9 triệu ạ. À. 9 triệu, biển số thành phố luôn nha. 53 nè. Con này là biển 53R4 6712. Bên đây là quay S không chị? Dạ, con này con quay S. Con này 10.500, giảm 1 triệu còn 9.500. Dạ, 9.500 cho chiếc quay S nha. Dạ. Biển số nó ở Bình Dương luôn, 61. Dạ. Đây là chiếc Taurus, chiếc Jupiter. Con này Jupiter này giá là 9 triệu.
Jupiter 9 triệu. Đó, đời mấy vậy chị? Nhớ không? Con này đời 20 mấy à. Này em cũng không để ý nữa. Dạ, anh chị nào mà làm thích xe nào thì cứ chụp màn hình gửi qua Zalo, số điện thoại là 0385524849. Có gì em tư vấn cho chi tiết rõ hơn. Kế bên là con này Ad, con Ad 50 không chị? 50. Dạ. Con này là 5 triệu giảm 1 triệu là còn 4 triệu. Dạ, 4 triệu. Xe này máy móc còn ngon lắm mà. Đây là chiếc Future. Con Future này đời 2019. Con này mới về. Anh chị em nào mà có quan tâm thì mình cứ chụp hình gửi qua Zalo em báo chi tiết cho nha. Dạ. Xe này là chủ đi rất kỹ luôn á. Tại người ta thích đi mô tô rồi người ta đổi. Dạ, con này em mới về. Có mấy con mới về em chưa báo giá ạ. À. Dạ. Con này biển 84K1204436. Dạ. Con này là Boss City. Con này là 29 triệu giảm 2 là còn 27 triệu. Dạ. Là con này là CBF. Con này mới về nên em cũng chưa có biết giá là bao nhiêu á. Con này hết xăng. Dạ. Rồi bên đây là con Vario 150 không chị? Dạ, con này 150. Con này là 46 triệu giảm 2 còn 44. Con này biển 47F1 50761. Dạ. Xe này hình như còn đang dán keo trùm không chị? Dạ, xe nó màu zin của nó cũng là màu đỏ nhưng mà chủ cũ á, người ta cũng dán tem trùm màu đỏ lên luôn à. Dạ. 44 triệu không chị? 44 triệu ạ. Dạ. Rồi qua bên đây là chiếc Vespa. Cái bên là con Vespa biển 60B2 49969. Dạ. Con này là 17 triệu giảm 2 là còn 15 triệu. Dạ, 15 triệu. Còn Vespa đèn tròn này luôn chị. Dạ. Còn Vespa này. Con này. Dạ không, tới con tiếp. Cái bên là con Vespa LX. Con này biển 60B8 36206. Con này là 20 giảm 2 là còn 18 triệu. Dạ, 18. Con Vespa màu trắng đèn vuông này luôn chị. Con này biển 62B1 32129. Con này là giá 22 triệu. Dạ, 23 20. Triệu giảm 1 triệu là còn 22 triệu. Dạ. Còn con màu đỏ này luôn. Dạ. Con màu đỏ này là biển 93E101212. Con này là 25 triệu giảm 4 triệu còn 21 triệu. Dạ, còn 21. Dạ. Rồi bên đây là cũng lên chiếc tiếp này cũng là NVX. Này là 155 225 anh chị. Dạ 155 ạ. Dạ, 155. 155. 155 này hiện tại để cửa hàng này là bao nhiêu chị? Con này hiện tại là 30 giảm 1 là con 159 triệu. Dạ 29 biển 155 ABS. Con này biển 93B1 27306. Dạ. Còn bên đây cũng là Novus luôn. Novus 155 luôn. ABS. Biển số 72 Vũng Tàu. Con này 72F1 46955. Con này là giá 29 giảm 2 là còn 27 triệu. Dạ, đời mấy vậy chị? Con này con này màu đen này là đời 2017. Còn con màu đen đỏ này là đời 2018. Dạ, 2018. Còn bên đây là XHMO. Dạ. Con XHMO đời 2018. Biển số thành số luôn. Biển 59B2 59351. Con này 57 giảm 2 là còn 55 triệu. 55 triệu. Xe còn dán keo nguyên chiếc luôn. Dạ, xe còn dán keo trùm luôn à. Dạ. Xe mới. Xe như mới luôn. Còn bên đây là BCX. Dạ. Cái bên là con BCX, con này mới về. Dạ. Giá thì liên hệ về số điện thoại em để trên màn hình đó. Con này biển 59N2 29243.
Dạ. Còn con này có bán không chị? Dạ có. Con này Mio. Mio của Yamaha 78M1-6454. Con này là 7 triệu. Dạ, giảm 7. 1 triệu là con 6 triệu. Dạ, 6 triệu. Dạ. Rồi bên lên trên hàng trên này là chiếc này là chiếc mô tô gì chị? Con này là Rebel 125. Con này cũng mới về luôn ha. Dạ, biển số đây 93B1-30292. Dạ. Này quý khách gần xa mà mình muốn biết thông tin chi tiết về xe, mình cứ liên hệ qua số điện thoại 0977355248. Dạ. Mình chụp màn hình của xe gửi qua để biết xe còn hay không ạ. Dạ. Cái bên là con Winno màu vàng, con này cũng mới về luôn. Biển số 93. Con này 93C1-14476. Này xe này là lên cái mâm rồi. Dạ. Lên mâm rồi. Lên mâm màu vàng cho nó cùng màu với chiếc xe luôn. Đi cái bô. Đi cái bô rất leo luôn. Dạ. Cái bên là con Gandhi. Con này biển 61C1-68398. Con dạ. này là 25 giảm 3 còn 22 triệu. Dạ, 22 triệu cho một chiếc Gandhi màu trắng. Còn con lít màu xám nè chị. Con lít màu xám này biển 70L1-49761. Con dạ. này là 13 triệu giảm 1 là còn 12. Dạ, còn 12. Đời mấy hả chị? Con này đời 2010. Dạ, 2010. Còn con lít màu hồng này chị? Cái bên là con lít biển 78G1-02529. Con này 13 triệu giảm 2 triệu. Thì còn 11 không chị? 11 triệu. Dạ. Còn AB bên là con này đời 2011. Lên vàng áo thái. Con này giá 12 giảm 1 là còn 11 triệu. Dạ, 11 triệu. Giờ lên trên, có hàng trên nó có một chiếc Novo 5. Novo 5 không chị? Dạ, Novo 5 ạ. Novo 5 59S1-74361. Con này em uống mới về ngày hôm qua luôn nên chưa có giá. Dạ. Dạ. Giá thì em để số trên màn hình đó, cô chú anh chị. Giá thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại 0977355248 hoặc là kết bạn Zalo. À, qua số điện thoại là 0385524849. Dạ. Còn bên đây là chiếc Attila. Cái bên là con Vespa biển 54L1-5262. Con dạ. này 7,5 triệu giảm 1 triệu là còn 6,5 triệu. Dạ. Còn bên đây là màu xanh. Dạ, cái bên là màu xanh. Biển 61X2-2084. Con này lại xe chưa dọn nên nó cũng có phần đầy xước. Dạ. Con này 5 triệu giảm 500 là còn 4,5 triệu. Dạ, 4,5 triệu. À. Còn con màu trắng này. Con màu trắng này biển 51N4-6173. Con này 7,5 triệu giảm 1 triệu là còn 6,5 triệu. Dạ, 6,5 triệu. Còn chiếc bên trong này chiếc gì chị? Chiếc bên trong này là con xe nhập của Yamaha. Con này biển 61C1-36180. Con này 17 triệu, giảm 2 triệu là còn 15 triệu. Dạ, còn 15 triệu. Rồi giờ lên hàng trên cũng còn được mấy chiếc. Chiếc đầu tiên là XH. XH này là mấy vậy chị? Con này XH của XH Liên Danh. Dạ. XH con này đời 2006. Dạ. Con này 11 triệu giảm 2 là còn 9 triệu. Dạ. Còn cái bên con... là con Lexico của SYM 50 phân khối. 50 phân khối nha. Con này biển 61KA00155. Con này 15 giảm 1 còn 14 triệu. Dạ. Còn con Hayate không chị? Dạ. Cái bên là con Hayate này với con Lexico này cũng mới về á. Dạ. Nên em đọc quá biển số đó. Chị nào mà thích xe thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại cửa hàng. Dạ. Con hai Yate là biển 17B5-02578. Còn con Lexico là biển 61B1-13284. Dạ, liên hệ về số điện thoại em để dạ. trên màn hình đó. Rồi, đó dạ. Thì em và chị chủ đã quay hết dàn xe.
Cô chú anh chị ưng chiếc xe này thì liên hệ về số điện thoại, chị đọc số điện thoại là tại cửa hàng của mình đi chị. Số điện thoại của cửa hàng là 0977355248. Dạ. Kết bạn Zalo qua số điện thoại là 0385254849. Dạ. Quý khách gần xa mà đến cửa hàng mua xe thì được bất lọc, được tặng 3 món quà là nón nhớt và bảo hiểm xe máy 1 năm. Dạ. Bên cửa hàng thì có ship xe toàn quốc Bắc Trung Nam ạ. Dạ. Và có hỗ trợ trả góp luôn không chị? Dạ, có hỗ trợ trả góp ạ. Dạ. 20 từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu. Dạ, là mình có thể trả góp được không chị? Dạ. Dạ. Được rồi, trước khi bấm máy kết thúc, chị có nói gì trên khán giả trên kênh nữa không? Chúc quý khách gần xa cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng. Dạ. Được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Được rồi, giờ hai chị em mình xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Dạ. Chào.